Hello, welcome back to another video about IELTS speaking part 2. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau giải một chủ đề mà được rất là nhiều bạn yêu cầu ha. Mình chỉ capture một số cái hình thôi nhưng mà thực tế thì có rất là nhiều bạn yêu cầu chủ đề này. Và thực tế thì mình cũng đã phải trăn trở khá là nhiều để viết một cái bài mẫu làm sao mà đáp ứng được tiêu chí là cả người đi làm, người học sinh, sinh viên đều có thể áp dụng. Đó, thì mình đang nghĩ ra một chủ đề ha, và mình hy vọng nó bổ ích cho các bạn. Thì vài ngày gần đây thì mình gặp khá là nhiều chuyện xui rủi, là cái máy tính của mình đang yên đang lành thì nó bị hư. Đó, cho nên thành ra là gì, mình phải tìm cách mình đi mua cái máy tính mới, và mình phải cài lại rất là nhiều cái phần mềm làm video cũng như phải mua bản quyền này nó mới được. Đó, cho nên thành ra nó tốn hơi lâu ha. Đó, và cái video này thực sự thì mình cũng không có mic để thu nữa, cho nên thành ra mình sẽ thu bằng cái microphone luôn, thì hy vọng là âm thanh nó ổn. Mình cũng không chắc nữa. Cho nên nếu mà chất lượng âm thanh không tốt lắm thì các bạn thông cảm ha. Và cái chủ đề của video ngày hôm nay đó là Describe a time when you forgot or missed an appointment. Và bây giờ mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó là phần brainstorming. Rồi, thì như mọi chủ đề khác ha, đầu tiên mình cứ trả lời cái chủ đề, sau đó mình paraphrase nó nếu được. Và đối với một dạng câu hỏi part 2 mà nói về trải nghiệm, một cái describe a time thường thì bạn paraphrase bằng cách nhận xét về cái trải nghiệm đó. Đây, ví dụ như I'm gonna talk about the time I làm cái gì dựa theo cái đề ha. Sau đó which is one of the most tính từ ha, experiences so sánh nhất tính từ dài ha, to me. Tiếp theo when did it happen là nó xảy ra khi nào. Cái ý thứ hai thường là when ha. Và nếu tôi nhớ không lầm thì xảy ra khi nào và thời điểm đó làm sao. Còn nếu mà trải nghiệm mà đáng nhớ thì mình có thể dùng cấu trúc như là even though it took place ago, I still remember it vividly like it was only yesterday. Tiếp theo bạn có thể nói về why did you miss or forget it? What was the result of it? How did you feel about it? Và what did you learn from this experience? Là cái bài học mình học được từ cái trải nghiệm này là gì? Nếu một cái trải nghiệm không tốt hoặc là đau thương hay buồn như thế ha, mình sẽ có được một cái bài học. Đó, các bạn có thể dùng cấu trúc như là after this experience I learned a lesson that, hoặc là this experience taught me a lesson that. Đó, đây là cái dạng ý cho bạn nào muốn nói riêng thủy của mình ha, các bạn có thể tham khảo. Và bây giờ mình sẽ đến với bài mẫu của video ngày hôm nay. Rồi, đây là một cái bài mẫu mình bịa ra ha. Phần nghĩ nếu bạn không có trải nghiệm thì có thể bịa ra. Và đối với những chủ đề mà nó chi tiết như thế này á, bạn nên bịa ra một cái câu chuyện mà nó kịch tính một chút xíu, hoặc là nó có cái gì đó đặc biệt nha, thì mới nhiều thông tin để nói. Chứ còn không là sẽ rất là khó nói, tại nói nó cũng không có gì đặc biệt cả thì rất là khó để mà kéo dài ý ha. Rồi, thì mình sẽ bịa câu chuyện như thế này, các bạn cũng tham khảo ha. I'm gonna talk about the time I had no choice but to miss an appointment with my old high school teacher, which is one of the most regretful experiences to me. Even though it took place about 2 years ago, I still remember it vividly like it was only yesterday. At the time, it was on Tết, which is the biggest public holiday in Vietnam, and I was given a few weeks off to enjoy it. According to our tradition, we would spend one day visiting our old teachers to ask for their health and exchange wishes to them during this holiday. Normally, I would follow that tradition and go with some of my friends to pay a visit to Mr. Huy, my homeroom teacher in grade 12. He really loved me and usually helped me deal with my personal issues back then. He was also the one who gave me some advice on what major I should go for when I got into university. However, that year I had to prepare for an important exam after Tết, so I was quite busy with my studying. That's why I had to cancel the meeting with him and ask my friends to give my best wishes to him. In fact, I had planned to visit him the next Tết holiday, and I was gonna buy him a gift to make up for it. Unfortunately, that will never happen because a few months after that, he got the COVID-19 and passed away. Needless to say, I was extremely shocked when I received the news. No words can describe how awful I felt at that moment. I missed the last chance of seeing him. This painful experience taught me a valuable lesson that I should make time for people I love, because I'll never know which day will be the last day I get to see them. Đó, đó là toàn bộ nội dung cho cái chủ đề này ha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi lại một lần để dịch nghĩa nè. Thì tôi sẽ nói về cái lần mà tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc là have no choice but to do something ha. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc là bỏ lỡ, miss an appointment, một cái cuộc gặp với my old high school teacher.
với một cái giáo viên cấp 3 cũ của tôi. Đó. Which is one of the most regretful experiences to me. Regretful có full ha. Đó. Một trong những cái trải nghiệm mà đầy tiếc nuối của tôi ha. Even though it took place about 2 years ago. Ở cấu trúc này bạn quen, các bạn tham khảo bài 1 của mình nhiều rồi đúng không? Mặc dù là nó xảy ra khoảng 2 năm trước rồi. I still remember it vividly. Thì tôi vẫn nhớ nó như in, like it was only yesterday. Như là gì nó vừa xảy ra hôm qua vậy. Đó, một cái trải nghiệm nó không quên được. Thì mình hay dùng cái này cho cái chữ quen ha. At the time, vào thời điểm đó, it was on Tết, nó vào Tết ha, which is the biggest public holiday in Vietnam. Là gì? Public holiday là một cái kỳ nghỉ mà kiểu là phải không đi học hoặc đi làm, không phải đi học hoặc đi làm ha. Đó, thì gọi là public holiday. Thì là cái kỳ nghỉ mà lớn nhất ở Việt Nam. And I was given a few weeks off to enjoy it. Và tôi được nghỉ, cho nghỉ một vài tuần để tận hưởng nó ha. According to our tradition, theo cái truyền thống của chúng tôi thì we will spend one day visiting our old teachers to ask for their health. Thì chúng tôi sẽ dành ra một ngày để thăm những cái người giáo viên cũ và hỏi sức khỏe họ nè. And exchange wishes to them during this holiday. Và trao đổi những cái lời chúc trong cái dịp này. Normally I will follow that tradition. Thì bình thường á thì tôi sẽ theo cái truyền thống này ha, and go with some of my friends to pay a visit to Mr. Huy. Thì tôi sẽ đi với bạn tôi đến thăm gì Mr. Huy, my homeroom teacher in grade 12, cái người giáo viên chủ nhiệm của tôi ở lớp 12. He really loved me and usually helped me deal with my personal issues back then. Thầy ấy rất là yêu tôi, yêu quý tôi ha, và thường giúp đỡ tôi với những cái vấn đề cá nhân thời điểm đó, hồi đó, back then. He was also the one who gave me some advice on what major I should go for when I got into university. Thầy ấy cũng là cái người mà đã cho tôi những cái lời khuyên là tôi nên chọn cái ngành nào khi tôi đi vào đại học. However, that year, tuy nhiên cái năm đó thì I had to prepare for an important exam after Tết. Thì tôi phải chuẩn bị cho một cái kỳ thi quan trọng sau Tết. So I was quite busy with my studying. Cho nên tôi khá là bận với cái việc học của tôi. That's why I had to cancel the meeting with him. Đó lý do vì sao mà tôi phải hủy cái cuộc gặp với thầy ấy. And ask my friends to give my best wishes to him. Và nhờ bạn tôi là gửi những cái lời chúc tốt nhất đến thầy ấy. In fact, thực tế thì I had planned to visit him the next Tết holiday. Thì tôi đã có kế hoạch là gì sẽ thăm thầy ấy vào Tết năm sau. And I was gonna buy him a gift to make up for it. Và tôi đã chốt là sẽ gì mua cho thầy một cái món quà để đền bù. Bù đắp lại ha. Unfortunately, không may mắn thay thì that will never happen. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Because a few months after that, bởi vì một vài tháng sau đó, he got the COVID-19 and passed away. Anh ấy gì? À, bị nhiễm COVID-19 và qua đời. Ha? Passed away là cách nói giảm nói tránh, to die. Needless to say, khỏi phải nói luôn, I was extremely shocked when I received the news. Thì tôi rất là shock khi mà tôi nhận được cái tin đó. No words can describe how awful I felt at that moment. Thì không có từ nào có thể diễn tả được là tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào ở thời điểm đó. I missed the last chance of seeing him. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được nhìn thấy thầy ấy. This painful experience taught me a valuable lesson that. Nhớ là painful experience taught me a valuable, chứ phải valuable, valuable lesson. Thì cái trải nghiệm đầy đau đớn này đã dạy cho tôi một bài học giá trị, đó là gì? I should make time for people I love. Tôi nên dành thời gian cho những người tôi yêu thương. Because I'll never know which day will be the last day I get to see them. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ biết được ngày nào sẽ là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy họ. Đó, đó là toàn bộ cái bài mẫu cho chủ đề này ha. Hy vọng là chúng ta quýt và dễ áp dụng cho các bạn. Các bạn đừng quên like cũng như lại bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh, giúp mình có thêm động lực để ra những video mới bổ ích hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next videos. Bye bye!